vòi của nó đi. Cái vòi đấy nếu ông đi gần quá nó sẽ kéo ông lại. Ừ. Trong lúc của DPS loạn xạ thì thể nào sẽ dính cái vòi nên cũng không quan tâm lắm. Không, ông đứng đủ xa nó không kéo lại đâu. Đứng gần nó mới kéo lại. Đập accessory nên đam cho nó đi. Accessory á? Có biết đập accessory Cho vào đập như vũ khí thôi. Ông đang dùng những accessory gì? Binh rồi. đâu? Cái này phải stream lên. Ờ, cái này phải stream lên. Stream lên à? Sợ ông lắp tạp phí lù thôi. Stream lên à? Chạy sạn xuống đây rồi. Xuống đây chứ làm gì nữa, đi không đi đâu. Lên đã, lên đập đồ đã, sạn xuống đây rồi. Rồi. Ôi, thấy đeo quả sách cây kia là biết là không đam rồi. Về đi, về đi. Vì công ấy. Có bao giờ có thấy có gì liên quan đến khác ngoài sách cây không? Đúng. Đúng Chắc thì họ mình đây mà. Ừ. Về đi. History, hai Ờ, hôm kia. gì là tôi đến đây luôn, công lấy đồ gì cho tôi thì tí nữa xuống luôn đấy. Ông cứ về đi, ông phải đập đồ nữa mà. Ông phải chọn mà. Ờ, ông đang chơi class gì nữa mà, ông đang chơi cái gì nữa mà. Oxy. Ờ, với cả Nari giờ vẫn còn một thằng máu kìa, ông Đây. chưa ăn máu. Đấy, xem Kìa đi. đấy, còn đúng phát gần chết kìa đấy. Rồi đây. 200 máu rồi mà. 400 máu, 400. mọi người 400 máu hết rồi. Yeah. Đâu thử. Yêu 400 có chưa? Chưa, 200. Ăn nó đi. Chỉ có 7 trái tim thôi, chỉ có 7 trái tim. Chưa ra mà ăn. 7 trái tim thôi. Thôi gì Mà mình này ăn mắc hết chơi. kìa. Mà này mắc Mà đã kìa. ăn hết rồi, mà mất hết rồi. Mà Rồi, nào, lại nào. Đây, cho anh xem này. đã để sau. Bỏ cái sách đi. Cái sách đấy chả là cái gì cả, sách đấy chỉ là rơi đánh mấy cái dây, nó rơi ra cái dây hết. Rồi, rồi, rất nhiều. Cái Sackle vứt đi, DPS để trong túi rồi. Cái nhẫn ấy, cái nhẫn DPS ấy. Nè. Thế là chống 3 slot. Chống 3 slot thì ông chơi phép là ông chơi Ranger. Đây đây. Thêm 20 mana nữa là thêm một đống đạn đấy. Ông chơi phép hay là chơi bắn xa? Thì chơi hai cái này mà, bắn xa đây. Đâu? Cái này chỉ cù Mặt bắn đam đấy gì, thôi. đam magic hay đam gì? Tôi Đây là đam đam magic, cái này là đam thường, cái này là đam thường. Thế thì ông Cái cứ khẩu magic súng đam đi. thường. Bây giờ sẽ có Cắt cắn lắp này vào. cái gì đây? Tiếp làm đéo cửa sách đấy, bảo cửa sách cũng có Ông cái ông đang cái gai ông vừa lắp cái gai thư favor mà. Cái đấy là cái gì đâu, cái đấy là useless spell. rồi Cái thật ăn cái blue ong nhỉ? alo ông à của cả ba Cái gì lô à ông con? à Cái ba lũ ong ấy. Cho đang Ba lô ong ở chỗ accessory. Mình nhớ mình toàn để accessory. Đi chơi súng ong mà không dùng ba lô ong là vấn đề. Ông chuyển mẹ sang set ong mặc đi. Ông là cộng minion mà mình có chơi minion nhá đâu. Thế Con thì ong đấy nhưng nó được tính là minion ra cái lúc gọi là. Đây Menacing này. Đây đang đi đây. Đấy, đeo đấy vào Menacing cộng 4% đam. Rồi. Đấy. Xem cái gheo của ông với cả cái khiên đang là chỉ số gì. Động Defense defense. đập đập nốt quyết trên đập ấy. Hết Không tiền biết rồi. đôi giày chỉ số gì. Đôi giày cả set này không chỉ số gì cả. Đôi giày Đôi giày không chỉ số gì, đấy chỉ là bay thôi mà, giày chỉ là bay thôi đập lên mà. Có gì mà đập bay lên đó vậy? giày là đập chỉ số mà. Ông chưa giày bay, ông chưa giày cho anh đúng không? Có giày cho anh rồi, có cái rồi. Giày Ghép vào. Xuống cái bàn tinker ghép vào. Xuống đây. Ghép á. Chưa
game hệ thống ghép đồ mà. Đây đây đây. Đứng ở trong cái bàn này, cái bàn than đỏ này. SC lên. Bỏ bỏ đây đây. Đấy. Ghép vào thấy. Spectre boot. Wow. Rồi còn cái dây, còn cái dây khiếp khiếp đẳng hơn nữa không? Ờ material, nó là material thì nó sẽ ghép thêm được nữa. Rồi. Đẳng nữa, chạy nhanh hơn nữa. Đây 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 đợi đấy đợi đấy đợi đấy rồi được. Spectre Buddha game có mẹ nhiều tính năng mà. Đây rồi mẹ nhìn nhìn tôi à, giày siêu khiếp siêu khủng khiếp đây. Ở kìa mẹ cơ, nó cần cái đéo đéo gì vậy? Thôi không lên nữa. Thôi rồi ok biết thế rồi. Đập cái giày vào đập ít nhất đập cái giày lên đập cho nó chỉ số đi. Đừng goblin không nhỉ? Mẹ bảo giày không đập ở đâu. Thế còn cái còn anh em còn lại giày khác nữa không? Đây tôi ghép nốt với cái giày này lên. Đấy cần chỉ số nha, ghép đấy cần vàng nhá. Úi trời ơi, còn 19 vàng. Cút rồi. Speed. Đây mình đây speed. Cút rồi. Và mình đây speed tiếp đi. Hết tiền rồi. Đặt nốt số lava tận chỗ theo có phải bước một điều. Hết tiền rồi. Có đấy. Đây. Dari xuống đây. Từ từ. Mình xem mình đập thử cái này rẻ không? Được cái này rẻ. Được đấy, ok. Cái này vẫn đập được không? Không đập được à? Ơ quần áo không đập được à? Quần áo không đập được. Chỉ đập được đống từ cái giày ấy trở xuống thôi. Cái sắc cầu ghế bó ra. Đấy, có 20 mana đây mẹ, 20 mana một đống đạn đấy. Không, bỏ đi. Thế còn cái sắc cầu nữa. Đây, cắm này. Đâu? Cái gì đây? Ui xì xì, cùi. 20 mana mình hay hơn, DPS thêm DPS. Nãy giờ chạy có bị, chạy có bị tụt chạy đâu, có bị chạy có bị vãi bì đâu. Nãy giờ chạy bất ổn mà. Nãy giờ chạy bất ổn. Có cái xuyên giáp này, có nên lắp không nhỉ? Có, tôi lắp ở đấy mà, tôi lắp hai cái luôn. Xuyên giáp là cái gì đấy? Lắp cả hai cái này vào luôn. Increase animal. Ở đâu ấy? Cho hòm này. Bạn cho cái xuyên giáp ngon hơn. 35 đam ngon hơn này. Giáp à? Mày không có cái nào bỏ được. Bảy cái team này ăn đi. Hai ăn đi. Rồi anh ăn đi. Ôi, lắc rồi ăn đi. Chưa đâu ra. 400 melee speed à? Mình đằng nào mình kinh. Ông nằm nào hay xa mình tay chậm được. 400 melee. Đây. Cục ngoài ngon hơn. Ông làm thế nào mà cho tất cả các đồ đều có chỉ số, đừng có cái nào trắng được. Vậy rồi. Cái gheo là trông cùi cùi rồi. Bỏ cái xương nhỉ? Bỏ cái bô của lô lấy xuyên giáp. Cái gheo trông cùi cùi rồi lấy cái gì này rồi? Cái gheo đấy phải. Là bọn Slam không đánh ông đấy. Đấy là con à, Slam Lava nó sẽ không đánh ông. Ờ đúng nhảy, đúng. Nhảy qua đầu nó được. Đúng. Ông mình sẽ không nhận đam của lava nữa. Không nhận đam của sơn này. Nhưng mà nhân vẫn nhận đam lava. Nếu thế cắn cắn thuốc lava xong giết mẹ con đấy con nhanh hơn. Không, trong lúc panic bắn thì thể nào chả giết con đấy nữa. Thì bạn đang định là cắn thuốc lava để tránh con đấy này. Ờ. Mày. Ông đấy nó có lấy rồi, trước mình là chạy ra sao mà toàn đánh người kịp. Ừ, quan trọng là sẽ có một ba người DPS con mắt, một người đi trước dọn đường, để ý dọn đường nữa. Người sắp à, đây là Jojo à? Mày tưởng cái gì rồi ạ? Thế cái súng ong đấy là mẹ niềm tin đấy. Phải một đạn nữa. Ồ,
mẹ cầm mẹ thuốc thuốc mana trong spam và ông được mà. Ừ, cần gì đổi. Uống nhiều nó chỉ bị say mana. Mà cứ nó chỉ bị giảm đam đúng không? Giảm đam trong mấy giây à? Ừ. Nhưng mà mình triệu hồi ra một đống ong đấy thì mình chắc cũng không sợ giảm đam đâu. Ừ, quan trọng là sợ ông chưa có mình chưa có cái đồ tự 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 búp mana. Quá mạnh. Độ bắn đủ nhanh thì cái giảm đam chắc nó không ảnh hưởng quá nhiều. Đi, đi tiếp đi, đi tiếp đi, phá nữa đi. Phá nữa đi. Đập nốt cái này thôi bạn, mua tí đạn nữa. Đang đi cho xin một stack đạn nữa, đi mẹ. Ê, đâu rồi? Hết, hết con cụ đạn nữa. Mẹ mình chỉ có mỗi tên. Ờ, vãi lìm luôn. Hình như có cả hòm tên đây, lấy hòm lấy đạn được. Ờ, có hòm tên mà. Tây lên 21 đi, đạn vô hạn hết. Lên 21 là đạn đéo cũng vô hạn. Không, mẹ mình mua hàng hàng tỷ viên này thì nó như vô hạn. Nó vô hạn hơn cơ. Thì mẹ quả súng trừ 17% đam. Đập mất 11 hôn. Súng buồi. Địt mẹ, súng đầu buồi. Mình xuống mình gọi là mình xuống mình gọi là này mẹ xưa clear xung quanh cái chỗ đứng này. Mẹ. Ờ xuống soạn mát đi. Ăn máu chưa? Ăn máu chưa? À máu máu. Hết crystal chưa? Ai ăn máu chưa? Mẹ. Có nhường nhau. Mang thuốc chống lava chưa? Thuốc rồi. Mang rồi. Obsidian skin này Larry có chưa? Là cái gì? Rồi rồi rồi. Rồi thuốc chống lava có rồi. Rồi. Ăn máu đi. Xuống máu đâu? Từ từ đi, ông phải bỏ cái ấy ra để ông tôi ăn được chứ. Lấy cái ba này gọi thì khác khác. Lấy summon bot nữa nhá. Rồi xong rồi. Thêm minion nữa. Rồi, bước tiếp đầy đủ đi, xong mới xuống. Mình xuống luôn. Xuống đi. À từ từ. Có rất nhiều đồ ăn ở trong hòm đồ ăn mà tại sao chúng ta không lấy ra nhỉ? Thì ăn đi. Cái bẻ đồ ăn rồi. Đồ ăn. Giờ thì đi xuống rồi. Đi ra. Có rượu này nhưng mà tự nhiên có cái im staff, tự nhiên nhặt thêm cái im staff này. Ông nào vừa ném cái im staff ra đây mình thể thảo đấy nhá. Dạ đây đây thế thì mình đây tưởng bắt đầu này chỉ có im béo chứ. Đấy rồi tưởng chỉ im béo mới kiểu bắt đầu giữa đường chứ. Im béo hết rồi bỏ rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Không phải của tôi. Tôi vẫn nhớ start. Ấy à, vẫn nhớ start à? Cháu. Này chào này. Chào cháu. Larry. Ra đây. Tôi đánh nhầm MC rồi. Ờ đi mẹ. Xuống đây. Cái Arclet ông cầm không? Là cái gì? Cái vàng vàng tôi vứt ông ấy. Cái Arclet đây rồi. Ờ. Đây, đập giày lên đi. Như thế nào? Tháo đôi giày ra lên bàn kia đập tiếp. Giày chạy nhanh lắm ấy. Ờ tháo đôi giày xanh của ông ấy. Lên cái bàn vừa lấy đập lên tia nữa. Đây cái bàn đập. Còn này đây. Ờ cái bàn đấy. Đâu? Đây. Làm gì à? Chưa hiểu. Đấy. À đây. Cái này khác gì? Nhanh hơn mẹ tận 3%. À như 8% nhỉ? Nhưng mà lại phải đập lại start đi con ê điền ơi. Ông bỏ cái Sucko kia đi. Ừ. Sucko không, mất quá. Không có Sucko thì cũng có làm gì có cái gì cho vào slot đấy thì coi như không chống được. Bỏ có. Bỏ cái một defense ấy đi. Mẹ ông. Ông nói cậu 20 mana đấy, 220 đấy. Đi cậu mẹ 20 mà cậu mẹ. Đéo đập nữa. Một defense ấy đi. Ý là 20 cộng cái ông trọng 20 mana mẹ. Ừ. Ông thêm ông cái mana thì đâu cầm thật 20 đâu. Ông mang mẹ xuyên giáp cho Sucko này. Đây đây. Đâu? Ờ mang xuyên giáp đi xong cầm đâu. Ấy mana đi. Đấy. Có lấy được nữa đâu? Cầm thêm mana. Rồi lắp rồi đi. Đấy xong rồi cầm thêm mấy loại mana đi này. Đấy. Ông uống đi. 23. Đấy. 25 rồi đi. Ừ.
Còn rồi. Là ông lấy lọ thứ ba rồi đấy. Tin tưởng vào đấy. Hình như mình vừa cái ghế im đúng không? Bắt đầu rồi, tôi xin cầm không? Bắt đầu rồi, bạn đã biết. Cái nổi. Bạn có biết đâu, bạn có cân nhắc đâu. Bạn vứt lại cho... Vứt cho... Cái lướt mà. Để nhau nhanh bó tao. Ừ, Tuấn đúng rồi, Anh, đợi cho mình. Tuấn Anh đến đến chỗ bot chưa? Đây, đang thang xuống, đang đi. Đến phát mình tay lại xuống chỗ Tuấn Anh mình đấm luôn, phát phun đứng cuồn đây, à. Đây đứng tốt, đây đứng chuẩn bị búp luôn này. Tập bam này đi. Rồi, uống hết đồ ăn thật à? Im béo của mẹ, accessory đều chuẩn chưa? Chuẩn rồi, full dam rồi, full minxi rồi. Tí ạ, đấy một quả sách sách cây như mẹ đang đi nữa thì... Full minxi rồi, cầm tăng heal, cầm cái gì vậy? Hồi mana là G thì phải đúng không? Hồi mana là G. Đúng rồi, hồi mana là G đúng rồi mẹ. Mẹ vươn tận G cơ. Không sao hết. Được chưa? Xem Tuấn Anh đến chơi mình xuống luôn này. Hơi lâu nhỉ? Taxi hơi lâu. Taxi. Chuẩn bị đến đấy. Ở đây đấy, đứng đấy. Đây 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 đây, đứng đấy, đứng đấy. Thuốc chống mana tí nha, thuốc chống mana. Cắn đi, cắn thuốc luôn. Sao xong rồi? Xong rồi, xong rồi. Quẩy 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 quẩy. Quẩy 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 không ơi. Từ từ đi, từ nó chưa đến đâu. Chạy lên, đừng đừng có đứng im. Đi vào chạy. Bắn nó có mấy con mồm mồm nó. Để cao lên đừng nhảy vừa cứ. Bắn mắt nó ấy, đừng bắn mồm. Máu của Kuda bắt đầu hồi máu luôn. Kuda tầm 1 phút ạ, lâu quá. Đuối 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 đứng tụ với nhau. Rồi, giờ máu. Nhảy nhảy động. Vâng. Chạy mạnh lên, chạy mạnh lên. Đi kéo chạy đi. Lên dưới đi, bắt đầu tăng tốc đấy. Tay nhộn lên đèo rồi. Được được được, bắn vào mắt nó. Út tay đi. Nhanh mà rồi, chạy nhanh đấy. Chạy đi, chạy thẳng. Rồi, rồi, ném đấy rồi. Cái cầu sống này, cắt lại 15 giây đấy. Ui, ui, quá tuyệt vời anh em. Đấy, đang đi TBS đấy, tất cả là yếu tố đang đi không? Ôi mẹ, bây giờ thì... Đi băng mana có kỳ nhanh hơn. Quá đã. Sao hắn một nha, hắn một nha. Em xuống đây lấy túi xong về nhanh. Đang đi về đi. Khó sợ, đấy. Sợ về. Sợ phải về. Mình không đứng đây cả. Ui, cái gì không? Cái gì không? Thấy cái gì chưa? Có chưa hả? Cái quái chưa? Nó không còn là bị cớ đâu. Đừng im được về cho mình chơi đây đã. Sao mình mất luôn này? Về đi, về đi, về đi, về đi. Để hết chưa? Để hết rồi chưa? Về nhà, về nhà luôn, về nhà luôn. Cái đầu khẩu xì này. Ê, ai có class Demon Slayer không? Demon Hot này, Demon Hot để tăng thêm một slot đồ này, ăn đi. Im béo. Béo kìa. Ra nhận quà này. Đây, 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 đây. Chưa hiểu, mình chưa hiểu mình cần cần có cái gì. Bây giờ là có emblem của class. Lập ra được class gì? Mình là Ranger mà. Hay dùng là accessory. Ờ. Thêm một số loại accessory nữa. Có thêm mình hát rồi. Được cái pin hammer này. Ít béo này, cho này.
Rồi xịn đấy. Summon Dam này, Summon Dam này. Summon Dam vứt được ịp đó. Summon Dam không? Có đó. Có Pinhammer này. Pinhammer là ai có để đập đi đập đồ. Có súng, có ai có súng gì không? Đây là súng. Không súng. Vai Crackle, cái này là gì này? Nó đi được cái emblem gì? Bây giờ mới mở emblem. Có roi lửa này. Mình có Demon Heart này. Mình có Wild Ranger emblem này. Ranger là gì? Wild Ranger emblem cộng 15% range damage này. Có tăng magic damage này. Bảo là gì? Magic là gì? Bỏ cái penetrate ra đúng rồi, đấy cho Đưa đây, đưa cái đó đây. Đưa cái đó đây, Trần Anh. Đúng rồi. Đây rồi, xong. Cút luôn này. Ok. Sao sao này, ai ai lấy, sao sao. Thôi đi bè như mình cắn nhà bó. Cắn gì? Ok. Chẳng phải cái là cắn luôn à? À không, không phải, không phải. Ai phải cắn rồi. Đây, này, của bạn nào sao sao này. Sao sao bạn sao sao là cái gì? Phép à? Tăng phép. Phép không, bạn là melee mà. Phép như của tôi cũng chơi phép. Đưa đây. Đưa đây. Ờ, súng laser cũng là phép mà đúng không? Ờ đúng rồi, súng laser là phép. Bạn. Để bạn đi kiếm, đi mở quảng mới cho map. Kìa, thấy con gì dưới, tầm dưới chưa? Đây là phải. Giờ quái kinh khủng quái lồn nhá. Khủng vãi bìu à? Giờ quái kinh khủng quái lồn đấy. Giờ quái khủng vãi cả bìu à? Nhưng yên tâm máy có khu này vẫn an toàn. Ở từ từ cho mình hỏi là cái súng laser này còn cù hơn cả cái súng súng lục của mình. Ông spam thử đi. Nó bắn nhanh vãi lì. Nó bắn nhanh nhưng mà bây giờ mình éo có tiền để mình roll. À đây có tiền thôi. Roll roll luôn. Đây vứt tiền đây, đây roll hộ cho. Đây đây, roll luôn này. Chắc phải. Đi đi. Cái lốt cần lắm 10.000 mình nhìn là gì nhỉ? Đâu thằng ấy đâu? Cần lắm 10.000 Platinum Kalos. Đi đâu? Nin đâu? Ui mà! Phốt phu vụ trời ơi. Ui trời ơi mẹ. Unpleasant, chán luôn. Đéo có melee nhỉ, cay nhỉ. Chắc tí rồi đánh tỉnh luôn. Asta là cái ấy đúng không? Demon Asta là cái dương ở trong dungeon special đấy đúng không? Đi đi. Đây, à, Kalos đi bạn ơi. Vào cây bạn đó. Mời đi vào cây bạn đó. Đâu, đi đâu? Như nào? À, quên chưa đặt cho lửa lên. Ý đặt. Ý béo phun mẹ đúng rồi. À, mình đang có cái này. Bạn nào lấy không? Vinh rồi. Không, cái này ai cũng cần đấy. Ai cũng cần đấy. Ai cũng cần cơ. Ờ, đừng đừng đặt cái cho để bằng ai ta lại. Để đi tập mê mà đã ta. Vô lắm rồi nhà. Chúng ta chỉ dẫn bắt đầu game ấy. Mình có cái này nữa. Mình không biết là cái gì. Cứ đấy, cái đấy, cái đấy để. Cái đấy quan trọng đấy. Cất ở nhà đi. Mình có cái này nữa. Mình cũng không biết là cái gì nhưng mà nó cùi quá. LGBT này. Chém nhiều rồi. Chào mừng đến khu LGBT. Mẹ. Đàm bé quá. Đàm vừa bé lại còn cái súng laser này. Thôi ai sẽ dùng súng laser không? Còn đấy thôi. Chơi hôm nay. Ai dùng súng laser không? Chơi nhiều lần. Chơi nhiều hôm đầu tiên đây. Không phải súng đâu. Xem được quạng gì này. Ôi sao gọi đây? Ocharium này. Orichakum. Rồi rồi. Ba cái thôi, về đi, giờ đi farm thôi. Bắt buộc phải dùng cái búa búa tho đấy thì mới vậy được à? Không, thế thôi. Thì bây giờ cái vua mình mới bắt đầu có mấy quặng hai thẳng quặng lên và cao đấy. Bây giờ về đi. Bây giờ này. Sao mà chết? Con kia thì éo mãi éo chết kiểu Hello counter. Mẹ bao.
Thì béo chơi yo-yo thì à, yo-yo counter quen có rồi. Bắt buộc dùng cái búa thoa à? Ở đây thì không để... được rồi, bát ba lần đâu rồi, cô bát là quặng cô bát bạn đập ba lần rồi. Bây giờ mình đi đào thôi, giờ lại đi đào như đầu game. Go gold có triệu hồi con sâu không, đập đập ba lần thôi. Rất nhiều. Mình yếu như đầu game rồi. Thôi tóm lại là thế là mình chưa hiểu ý là bây giờ. Bây giờ mới sang hard mode. Sang hard mode nghĩa là game con cua flash game nó như kiểu là một cái mốc ấy. Cái mốc nó biến đổi thế giới ông ấy, như kiểu nó ngăn cả thế giới ấy. Bây giờ ông đánh nó thì cái ác quỷ nó bung bét ra. Chưa hiểu lắm rồi thôi kệ. Nói chung hiểu rồi à. Mẹ, cái hòm vũ khí pro của mình sắp toàn thứ vân hết, pro cơ mà. No more pro. Dùng cái thuốc quặng ấy. Cúp ngay cho con. Ỉm béo lên trời phạm cánh này. Đâu? Ua, trên trời content à, ua. Sky con tên dưới biển con tên đấy. Đường map cũng rộng rồi này hả? Map nó biến đổi, map nó thêm mấy cái môi trường khác như kiểu môi trường LGBT kìa. Đâu nhưng mà làm nào mình biết là map thêm hay không? Ông cứ đi thôi, ông đi đâu ông thấy. Bởi vì là hiện tại tôi chưa thấy map có gì thay đổi. Cũng là spell của mình không được cut, không được melee tí nữa chắc phải đánh lại World Flash. Mình đang có hai cái Sorcerer Emblem. Đánh luôn. Đánh lấy class đi. Đánh luôn, vừa đang pro rồi. Giờ nói khó hơn chứ. Mình để xuống nó rẻ ở đây, ai thích bắn thì bắn này. Con này có biết bắn ạ. Mày đùa tao à? Mãi đều chết luôn mà. Đúng rồi, đây cùi quá. Cô bát là yếu nhất, cô bát là bây giờ đang là đào được cô bát thôi. Xong mình lại phải chế quặng, chế quốc cô bát xong rồi chế thêm cao hơn. Đâu, phao cánh kiểu gì? Tí là mấy con Happy, mấy con Waven đấy. À. Rồi bây giờ đứng chờ thôi vậy. Ông để cao lên. Để cao lên cho nó. Cái đảo trên trời bên trái có Happy nhiều. Nên cái đảo chỗ này chỗ câu cá rồi ít. À, Carlos có một cái nằm trong cái đảo trên trời bên trái kìa. Thử sang đấy xem. Bên trái có Happy. Bây giờ là đến lúc bay rồi chứ không phải đi bộ rồi. Ủa mấy ông lên kiểu gì đấy, tôi lên với. Đi in béo kìa. Đứng im đi, đang về nhà. Mình bay vẫy gì bay rồi, mình chưa thấy cái ở đâu. Có bạn đâu? Đây, mình đang bay trên trời. Đừng có tay đen ở đây. Ủa, sao lên trên đấy hay vậy? Mình có con âm. À. Cái lướt rồi. Daily à? Ừ, end game. Chẳng hình. Tóm lại là bây giờ đi theo ỉm béo để lên trời ảo, ok. Ỉm béo đi. Mỗi người một việc, lại nhiều cái thì farm ấy, ông đi theo ai cũng được. Không, bây giờ mình phải lên trời farm một cánh đã. Đấy nhá, đối tượng tiếp theo nhá. Ui giời, hai con mắt thì là con mắt nhưng mà có hai con mà. Chiu chiu. Chỉ là con mắt nhưng mà có hai con thôi mà, có gì đâu. Hai con mà, mẹ tôi bây giờ có súng ong với cả súng này rồi, tôi đổi qua đổi lại. Con này
con slam bắn mãi còn đéo chết. Tí tối cho trải nghiệm luôn. Nari đã có mẹ đồ bay các thứ rồi. Ừ, con ong cũng cưỡi con ong đấy có mà. Bắn luôn, tay bắn súng luôn, con mẹ tay bắn súng luôn. À bây giờ đang dừng nằm mới đấy. Ra thì vào đang dừng. Có gì đâu mà bắn. Cái này cũng chưa thấy có ấy đâu. Tình à. Tình là sushi rồi. Sushi rồi mẹ, hai mấy con chim bay ấy. Bắn nó xong nó rơi xuống đất thì mẹ nhặt thì đéo là đồ nó. Xuống đất thì là đồ. Ông phải quay cho nó. Đất thì là xong rồi. Cái mình vẫn chưa nhìn thấy con Happy nào. Mình vừa nhảy một con xong, mình vừa xử một con luôn. Nhanh. Nhưng mà mẹ. À đây, có đảo khác. Có wizard nhá. Ai muốn chế đại vô hạn thì ký bạn hướng dẫn. Đúng rồi. Đến đâu rồi, đẹp nhỉ? Có tên vô hạn không? Có. Để mình đi, mình spam con ong. Không có gì vô hạn. Mình có gì chết đâu, mình không có dương. Cái gì không? Đế hùng vẫn thế. Đế hùng vẫn thế nhưng nó quái mới, pháp kiểu mới. Mình có dương. Nó mới dương đấy nó giờ nó cổ lỗ rồi, bây giờ mình lại kiểu khác cơ. Bây giờ ông kia đọc vào. Happy rồi. Để mày chết bố. Happy không? Đéo, đủ. Quan trọng là xong con Waven ấy. Ui, what the fuck? Như vậy có con rồng, như vậy rồng gì ấy? Đấy, quan trọng là xong con rồng ấy. Bang, như vậy. Are you happy now? Con rồng. Đấy, đúng rồi đấy, Happy. Mình đến. Mình đến. Không biết bắn mãi chưa chết. Xuống đây, xuống đây thôi, xuống xuống bắn đánh. Chết. Mình đang lấy cây mà, mình đang lấy cây mình tút đi. Ủa? Sushi có khẩu súng gì trong hay anh ấy? Mình đi gắn đấy, bà bảo mua cái đấy từ bao giờ mà. Ủa nhưng mình có đấy trong hòm quái có quái đâu. Thằng da đen bắn mà. Con dòng còn 1 phần 3 máu thôi, cố lên Sushi. I believe in you. Né như phim này. Không nhỉ? Quá nhiều rồi. Thằng da đen bán đây. Rồi éo tiền. Vậy là đâu hết tiền rồi. Chết chưa? Rô vội. Chưa. Có được gì không? Tuấn Anh nói đi. Rớt cái này, trọng rớt cái này để chế này. À quan trọng, ui vã hay nãy giờ. Để bạn xem cần bao cái. Đợi thì. Có một người rớt à? Ờ một người rớt à. Nhưng mà rớt nhiều á. Trong khi con đấy nó vẫn hồi sinh đúng không? Nó là quái thường đúng không? Nó là quái thường mà. Nó là quái thường luôn. Quái thường đi. Có chỗ là đàm mãi đàm mãi mà chết rồi to đùng mà lại còn ba thằng phải vãi bìu đàm mà chết đó. 20 xô là một cái cánh nhá. Đây Tuấn Anh, mình qua cái đảo khác này, từ khi nào mình qua xong bạn đi theo mình cũng được. Các bạn săn đảo tiên đi. Sang bên khu tiên mà farm. Rồi mình qua đảo khác rồi, đảo này vẫn là của nó đấy nhá. Sang bên LGBT mà farm. Đảo này vẫn là đảo nước. Blackry cầm theo ít gỗ đi. Lấy đảo bắt đầu ấy luôn. Ok. Yeah. Lấy đảo thì xây đường xuống luôn. Chưa thấy người thì nghe tiếng súng rồi. Yeah. Quả súng của Larry cần giảm
Ừ, tôi giờ tôi nghe thấy tôi tưởng cái gì. Ừ thì ông vô tận đầu xuống rồi. Ông vô tận đầu tận đâu hả? Ừ. Tôi giờ ui đi bẹ quay vô. Em xin lỗi, em xin lỗi. Đi. Alo, đang đi xuống đây, alo. À, cái gì? Vùng đất của ông đây. Cái gì? Mơ trang, mơ trang. Xuống chỗ tôi này, mơ trên đi rồi. Ôi giời, con kia trên đường đang chỉnh đồ. Ui, đi con phát bay cả thằng máu luôn. Trừ một. Ô lại bay cho bạn này đi cơ mẹ. Ôi. À, ê, có cái icon con ghi rát ở dưới chỗ địa ngục mà. Mẹ, nó chỉ là quái thường. Nó hai hit, nó chết. Nó chỉ là quái thường. Tin con mẹ nó quái thường. Mẹ cả luôn. Bây giờ đúng lúc mà như kiểu mình về đấu game mà. Đây đéo về đấu game. Bây giờ xuống đọc quăng thôi. Ờ, từ từ. Làm gì đấy? Đây là cầm bằng sai cái giày. Đi đào cô bát đi đó. Không ít rồi. 62. Vãi con zombie vừa chạm mình phát bay 100 máu. Rồi thế bạn đi đào. Ê, hello ông Wizard, ông có gì bán cho tôi? Con này lên hard mode có gì ấy. À, mua cái một cái bàn crystal ball đi. Cái đấy để chế đạn vĩ cửu ấy. Với cả tăng máu, tăng đam magic. Nè, không có tiền bạn ơi. À, có ammo box này, có ammo box. À, như cái này là 20% save ammo. Mình không có tiền bạn ơi, mình có 10 vàng mà cái crystal ball này gần 15 vàng. Mình trừ 1 rồi bạn ơi. Mimic này. Mimic, tôi cần Mimic. Mimic ở khu nào? Mimic ở chỗ tôi này. Ấn tiếp phía trên này. Ôi đi con mẹ nó cho phát lửa con máu. Titan. Tên tình của lúc này. Mẹ mới được con Mimic 31 vàng. Phải luôn 31 vàng. Nó là kho báu nhưng mà di chuyển mà. Cô có cái heo sai gì đâu. Có đuôi cáo nè, lắc mình lấy không? Đuôi cáo pinh à? Rồi là nam chứ. Nam có rồi, nam có lâu rồi. Mà mình không phải fully enjoy thôi nha, mình không fully. Rồi làm nào để dẫn cái ông Vizat này về nhà mình nhỉ? À? Ông chạy khỏi chỗ đấy đi, ông nó tự đi spam về đây. Ủa. Có con salamander vàng chóe con là như nào này? Giết nó. Giờ quặng các bạn ơi. Giờ chỉ đọc quặng mới khỏe lên thôi. Giờ chết cái chó. Đây chúng ta vẫn chết cái chó. Đào quặng xong rồi, đào quặng xong rồi chế lên giáp mới. Bây giờ học tiếng của giáp mới. Ồ, đấy. Cái gì đấy? Cái này là cái gì đấy? Cần cua không? Không, cái đấy xây nhà. Rồi, thế thì mua cho nhà. Ai có cuốc heo? Ui, cô bác này, cô web này, ui. Ừ, phút, cho bạn xin cuốc heo để bạn đi đào nè. Ai có cuốc heo? Cuốc heo cô bác. Cô web không phải cuốc heo. Không, cuốc heo ấy, cuốc pick à, cái heo ấy, bạn đang dùng tai nghe. Vàng bây giờ còn quan trọng nhỉ? Cứ đào đi. Lúc này thôi. Nó đi bắn gãy súng. Ai nhỏ ra đi, ăn nhỏ, tôi đi đào đấy. Đi đào đi. Giờ có mỗi ông có cuốc heo mà. Thế thì đấy, chúng ta phải đi đào thêm
đấy để chúng ta cúp theo. Em đi rồi mình rồi. No. Tôi vô đánh hơi tệ. Quặng gì đây? Quặng gì đào mãi không được anh? À? Quặng gì sát với biển đào mãi không được anh? À? Đấy, cô bát đây, cô bát quặng mới đây. Cần cuốc hay heo, cần cuốc. À. Một tình. Thế thì đây làm mình đường nào chỗ này cũng hơi xa nên các bạn chả vào đâu mà. Vãi cái cây nhựa gì cũng không vào hình nhá. Đấy, 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 cái đấy là dùng rìu. À, rìu. Ở đây là dùng rìu. Là mẹ chỉ có môi mẹ cái lúa thôi gì nữa. Ôi dồi ôi. Má nó, ôi dồi ôi, bắn mãi không chết. Khỏe quá. Vô bạn đi. Thôi, rồi, mình đi ra ngoài một việc có việc đây. Bye bye mọi người. Thế xong rồi. Mọi người cứ farm đi. Farm bạn in. Đi đây. Ừ, không biết. Nam vẫn đang CM100. Đấy đi. Kalios xuống dưới đi. Xong mình xuống. Ok không? Ok, châu là đi farm, bạn thử đi cố gắng farm cánh á. Bạn cứ đợi mình. Yeah. Đi farm con ngoài vẫn cũng chưa gì. Đúng rồi. Nhanh nhanh nhanh, nhóc kia nhóc gì tốt đi. Ok không? Ui dời, tưởng là XP. Ai? Fuck. Bên anh, XP. World first, enjoy us. Ta không nên đứng đứng gần này không? Ừ. Không nên đứng quá gần như thế. Ui. Ui. Sushi, 300 máu cuối. Easy. One pull. Chạy như thế luôn. Quá bồ, quá gây bấm. Florentino. Ui giời mẹ, vợn khen chồng cái kia, chết người. Mẹ, cấp khen đôi gì? Đúng luôn. The fuck? Răng rì cu tè quá ấy. Ừ. Hơi đủ. I have life for. Trả ra cái đéo này. Melee như là cái của Lucky sao? Đúng không? Súng có súng khác đó. Bắn 3 viên nhưng mà chỉ tốn 1 cái gạo nữa. Lại lấy cái laser magic à? Đây, test thử đó. Ui, chết xin, xin luôn, lướt luôn. Sao lại phổ? Đâu quá, đâu? 23 đam nữa. Hai ba đàm nữa. Thế thôi đi. Hai ba đàm hơi ít nhỉ.
Còn thừa cái quốc nào không? Cái quốc Quốc gì? Có quốc gì quốc nhỉ? quốc 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 mà để đào đường khoáng mới. Có một cái quốc heo ở trong cái hòm 4 này nha. Thế đó, chẳng hạn. Sẽ luôn cái cô bao nhiêu còn ô ra còn ô đi sao cũng không đủ đang còn kiếm đi. Ba Mẹ, tôi đang cầm gì hết rồi? Đại đao à? Thôi, cho. ông nào có slam stop cho xin nha. Sắp xong rồi. Sao sẽ đáp rồi? Đấy, nó là cái staff triệu hồi một con slam. Ủa, tôi không đeo được hai cái băng cái emblem à? Tôi đeo hai cái thôi. Ê, lắc đi đi farm không? Ra cho các bạn này. Farm cánh, lắc đi rồi. Cái nhá, từ từ. Farm cánh rồi à? Biết chưa nhỉ? Đây. Để cái slab stack hiếm đấu chịu luôn. Đây nó kiểu đâu ấy. À? Em có dám thường là nó ra. Slam, tất cả các con slam có tỷ lệ rơi là Wait, 0,01. wait, Vậy tỷ lệ rơi là 0,01. Có được con ping thì tỷ lệ là 1%, nhưng mà con ping tỷ lệ ra con ping kia cũng ít. Thì nói chung tỷ lệ nó là 0,01. đợi đợi xin. Lắc đi farm cánh thì ta le đây nhá. Farm có farm ra được cả con ngựa đắp môi răm nhá. Em đừng hiểu còn đất đâu sao. Ở con unicorn này. Con đấy double jump được á. Xịn nào. Vâng. Ngựa xịn. Đâu 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 đâu. Ấy, đi đau thật. Đâu từ từ đâu Tuấn Anh bảo đi đâu nhỉ? Đây tôi đây. Chỗ vừa vừa chết xong. Judai à? Judai là Tuấn Anh Siroju 29 27 second trước buổi xả đấy. Em mình vẫn chưa có được cái xe xịn. Mẹ cái khẩu này có vẻ là đam bao nhiêu nhỉ? 23. 23 là một viên hay 23 là ba viên với nhau nhỉ? Phải thử mới được. Ừ. Từ từ, mình tìm một con quái xong bắn thử một viên xem. Bắn thử Chắc tuệ này xem. là 23 một viên rồi. Ba một viên đấy thì cái này sẽ là 60 viên, ok đó. Con gì đây? Mà, tôi anh Judah chỗ nào đấy? Ở đây chỗ này này. Đúng rồi, đúng 23 viên. Có con ngựa này tựa như nào? Bây giờ giết con ngựa à?
Giết con ngựa có khả năng rơi ra được thú cưỡi, con đấy làm thú cưỡi cho mình. Nhưng mà mình phải giết là cái con PC màu vàng vàng ấy. Ra con PC màu vàng vàng. Em... Rồi con ngựa nó chưa được rồi, rồi sao? Một kỳ lân đúng hơn. Ờ con kỳ lân có incore. Rồi xong rồi sao nữa? Chờ chờ chờ. Chờ tí. Thôi một con kỳ lân nữa đến. Trời ơi, cút rồi. Ui con kỳ lân này đắm đắm này. Nửa máu mình luôn. Ủa. Có gì không? Có gì không? Nếu hút. Chưa, hiện tại chưa. Đây này, cần là cần này này. Cần cái nào? Tôi đang có 5 cái. Đó. Trong kho có 1 cái nữa. Trong kho có 1 cái. Mimic sao mãi không chết? Tại vì bây giờ chúng ta đang ở chế độ hard mode, mấy con đéo nào cũng khỏe mãi luôn. Cút luôn. Còn tí máu còn tí máu. Còn tí máu còn không nhìn vết máu luôn. Đấy, bây giờ bạn farm được đủ 99 cái đấy thì bạn sẽ có một cánh. Ôi dạ. Ủa? Có thể gọi con Unicorn này, Unicorn này có không khủng khiếp gì không? Đây, double răng. Thế à? Thế thôi, nó di chuyển nhanh bằng tốc độ ngựa thường nhưng mà nó nhảy được. Ừ. Nhảy cũng cao hết. Đấy, bọn triệu hồi của mình khá khỏe đấy nhá. Slam stop please. Đây không? Slam stop please. He dead, he died. Factory được bao nhiêu cái à? 12 15 mình được 20 rồi, sắp xong rồi đấy, được 1/3 đấy. Ui, mọi người đều có cánh rồi, còn ai chưa có cánh không? Làm cho luôn nữa. Nam như chưa có là. Nam đâu nhỉ? Nam như Google à? Ok. Nam chủ yếu vào xây nhà. Phải có cánh đúng không? Ui, súng ong yếu quá. Súng ong yếu quá. Súng ong là gọi ong nữa mà. Súng ong yếu hẳn luôn ý, yếu hẳn luôn so với cái đống này, không yếu hẳn luôn.
Tại súng ong là nó để rỉa máu từ từ ấy, chứ nó không phải để đam kiểu mấy mấy cái súng khác. Mấy súng khác nó có vừa đam vừa knockback kiểu đó mà. Súng Tay đàn, ong ấy tay nó đàn. chỉ rỉa máu thôi, nó tại vì là mình đỡ phải ấy, mình đỡ phải nhắm bắn. Mẹ sơ kiếp nhắm bắn thì mẹ đam to nữa thì ai dùng súng khác đâu. Đang vẫn ủi cái khẩu súng laser mình đang vẫn vẫn khỏe, không bị yếu thế nào. Sao mình không dùng laser mà dùng súng? Your choice. Bây giờ cơ động quá. Đấy, vừa giày bay vừa à, có giày nữa không? À có giày nữa không anh em? Có giày, Không. có giày, Đánh giày băng chưa? băng. Chế Cần thế ăn hết nào? máu rồi đắp đi. Không sao, không sao. Tôi để xem con này. Đây, 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 đây. Bùm, bùm, bùm. Rồi. Ơ ừ, đang đang check đâu. Ba. Trùng nhau nữa. Không muốn đeo trùng nhau à? Không ra trùng nhau. Bao nhiêu rồi? 48 không? Gần đủ đấy Harry. Bao nhiêu rồi? 22 22. 1822 bảy chục rồi. 20 cái nữa. Thì nhiêu vẫn còn đủ, chưa phải farm không quay vương đâu. Mẹ farm ngoài vương vẫn khổ lắm. Ủa, chúng ta vẫn đang làm gì nhỉ? Đang farm mỗi cái cánh đúng không? Để sơ. Cánh đấy. Cánh thôi đúng không? Ở cho xin hỏi cái cánh này nó bay vĩnh viễn Nó bay xa hơn cái giày, cao hơn cái giày. à, ok. Chứ nó vẫn hình như nó vẫn rơi, nó không đến mức gọi là Không không vĩnh viễn à? Không 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 bị đủ vào mau luôn à? mẹ Người cho là hệ như súng. mẹ mày. Người cho hệ súng mà. Luôn 53 vàng được phát Nó ba vào luôn. đúng vậy, con đánh 3 con mỗi con rơi ra 53 vàng. Giàu nhanh thế. Tiền tiền tôi, tiền tôi dưới đấy đấy. Ui con quá nhiều đấy. Con salam có cánh. Quá sờ lên mà có cánh. Cú trời ơi, tiền rơi hết rồi, tụi anh nhặt hết rồi. Thì bất cho. Không, thôi cứ cầm đi. Mình chưa cầm dùng gì mình hay chết. Làm stop please. Đàm rất to này, cái này thì là đàm rất to này. Xong cái slam staff là còn toàn vũ khí boss. Cái này đàm rất là to này. Đấy, được 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 được.
Được 31 cái đất đất rồi. 31 à? 78. Đùa. Ở đâu? Về đánh mimic. Ở đâu? Ok, đánh không nhiều. Đây, lắc đi, từ từ chế đã, chế cánh đã. Đâu? Chế cánh lắc đi đã. Đây, tôi ném cho đỡ giải, tôi chưa biết nha. À không, ông ném những cái liệu tôi đi để tôi biết là phải tự chế. Không? Ờ. Đây. Đây. Đấy, xong còn tìm cái show up quế đi, quên mẹ. Gì đấy? Mẹ đéo mẹ sao mimic lại biết mà? Mimic này mimic fake rồi. Ủa, muốn chơi chết à? À. Ủa. À. Chết rồi. Rồi ra được gì ông Sushi à? Fly cần này không cần lắm nhỉ. Ông nào thua cái quốc xin xịn cho tôi xem nào. Thế quốc này có quốc này này sai tạm đi. Ờ miễn là cái nào được cái khoan mũi được rồi, cứ cần có cần kiểu xịn lắm đâu. Đang là khoáng mới rồi. Đấy, ở trong cái dương 4 này. Lấy chưa? Từ từ thì mình đang đi lên quanh xem có gì vui vui. Mình nút nút để mình nút là. Xem mấy bạn có để gì vui vui không, mình nút này. Ở đây mình xin nha. Cái này là mình farm hết tất cả quanh như không? Chưa, không. Không. Chứ không à, ông nào có cái gì khác ấy, vừa có cái gì như kiểu là đồ bóng tối rồi. Đồ đến từ địa ngục à. Đây nè, lắp mình có cái này nhá. Đã, đứng im đi. Đâu? À, đâu, cái gì ấy? Furious Spider Slap. Ở kia tôi phải là summon đâu. Đấy, summon một con. Anh nha, xem mình con này này. Con nhện đánh. Xong rồi 8 phát này. Thì con kia còn với mình không? Không à. Thì ngon hơn cái con kia. Nhện khỏe hơn. Ừ, khỏe hơn. Đánh nó. Đâu rồi. Rồi. Ra không? Có bạn nào có điều kiện không nhỉ? Từ từ để mình xem thằng shop nào đến nữa. À không, để xem thằng shop nó bán gì hay không đã. Nếu thằng shop bán hay thì mình mượn tiền à. Nút tiền luôn. Rồi thằng shop đâu nhỉ? Nó bảo thằng shop vừa đến mà. Ơ. Nửa. What the fuck? Lại thế? Rồi nó bảo thằng à. Thằng cho mình là anh em đang đâu. Đi mà. Nó bảo là đến rồi đi. À đi phát rồi đi rồi. Mời ơi. Không phải gì đâu, ờ, bây giờ đi farm gì nhỉ? Bây giờ đi cần gì nhỉ? Có in nào? The lamp staff này.
là một này, con này là cần bot, cái này cần bot, private có rồi này, sen ngu à, tin là cần đêm tao ớt cũng là bot nốt à, mẹ. Ồ sao nó ra gì? Nó cái gì sao vụ gì? Không 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 không. Con này là Blood Moon. Yeah. Không, không, không. Cái này không, đây an toàn, đây an toàn. Ô cái tranh full ở đâu vậy? Là trong này là bổ. Thế rồi. Cái này thì cứ phải dùng cái này vậy. Mày câu đứa thấy à? Câu đứa thấy ra Black Moon rồi. Yeah. Và chịu ơi kệ ạ. Mình đi xem có món gì luôn bút được à? Bạn nào có slam stab cho mình cần bút cái đây thôi. Robin Philosopher's Stone Terraria. Terraria. What the fuck? Có 500 nghìn. Ủa? Nó trong gì mà? Cái fuck bot rồi đó. Bot mà. Một phát 366 máu. What the fuck? Để ai muốn đấy? Mình có người. À, mình chỉ muốn Blood Moon xong ngồi farm lấy cái support thôi mà. Không, không phải gọi đâu, nó tự ra đấy. Ừ. The Destroyer à? Chúng ta phải yếu nên là phải thối. Ừ. Chúng ta cần mạnh hơn. Ý nhất là mình bán cái này khỏe này. Tùy ra vấn đề nó vẫn dễ hơn cả người gặp con Twin. À, này. Đâu, lắc đi ra tấn công hát bốt đi. À, không biết gì hết. Nào đây chuẩn bị grab set mới đi, set đồ mới, không yếu sao mà lờ. Đây cái này đồ cuối này. Đấy con này, cái này được này. Cho anh em xem này. Đây được này, hí hí, này được này. Mẹ, lại con Cloud lột. Đồng con thế. Cái kia đang đặt đồ xong có gì ngon không? Với nhạc là cái gì? Ê, tắt cái đấy nào. Đâu sao nào? Súng thì mình kêu các bạn đưa mình nha, súng thì các bạn đưa mình nha. Ok, nên súng fake, nó bắn ra cái tay. Thì vậy.
tí nữa dọn thả. Con Cloud vừa nãy đâu rồi? Chết à? Yep. Cần ông phải là vừa 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 cần gần 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 thế rồi. Thế rồi sao? Mẹ bọn quái kéo đây đâu. Không, con này không ngon bằng con. Không ngon bằng con đấy của mình. Con bừa con ong của mình, con ong mình bay được. Nice. Thì sau mình có cái cánh mà. Lại hay lắm mà thằng này em sao, thằng này em sao? Ra thằng hề ném bom đấy, lũ ấy quả happy bom đấy là thằng hề ném đấy. Mà nếu mà ông chơi tay dài ông có thể chịu chịu. Mẹ cái cano ông ấy vứt ra rồi cút luôn nha. Bắn điểm sẵn rồi mẹ. Ấy đừng ném bom bên đây anh ơi. Anh ơi, đừng ném bom đây. Em xin lỗi. Chết rồi. Tốt không? Có cách nào để tăng slam, số lượng slam ra không nhỉ? Chắc là không. Nhưng có chứ, nhưng có cái gì đó chứ. Có góc đến xanh là một con cái chờ ngày mà slam mưa. Mưa slam. Mẹ cái cây này mà mạnh hơn nữa thì đẹp. Cái gì? Cái cây đạn đạn bông đuổi, đạn đuổi đấy. À. Ờ, làm gì chim bên kia nào? Cái cây ấn luôn gì đấy? Chim lên đi. Tôi đang đấy đâu? Hỏi nhiều sẽ chim lên hỏi rồi còn trả lời. Chưa đơn giản yêu cầu. Đây đây đây. Đây cái cây magic missile gì này? Đúng rồi. Sau đó đuổi, về sau Magic có đuổi đấy. Về sau Ending Magic đã đuổi nhiều cực kỳ luôn. Đâu có Mimic đâu. Cả lúc vừa chết đâu rồi. Không đánh được sao. Về sau Endgame có đạn đuổi hay là ok thì yên tâm rồi. Đâu có đạn đuổi rồi. Đấy thì đứa anh chưa Endgame có cái này ở trên game mình. Không, đánh xong thủ flash chưa? Không rồi, xong rồi đây đang. Đây là xong rồi, rồi phát hành được đồ xịn rồi đấy. Đồ chưa xịn đâu, mình, mọi người thì đồ xịn vãi bì, mình thì chưa thấy xịn. Chưa, cày chưa, vãi chưa có ai có đồ xịn. Anh build cái gì? Là Ranger, Ranger. Gì? Mẹ toàn mẹ chấn mua 5.000 viên đạn thì Ranger giúp gì đó. Mẹ Ranger mua 5.000 viên đạn rồi sẽ đi chỗ pháp sư. Nghe nó cứ đủ. Chúng ta đánh được nhiều thì cứ chia cứ thế mà. À không, chứ cứ chơi nhiều la class, tôi còn đeo hai cái emblem của cả Ranger lẫn pháp sư này.
xem anh em có để đồ thừa mứa gì hay ngon ngon thì mình núp luôn. Mấy trăm đâu đâu cặp phụ cặp tê nó xong luôn những cái kiểu lời eo ly thằng nào quay ai đi nào đâu mình chưa có đồ ý chế cô bát amon rồi gì nữa có cô bát đúng không có Nico sao mình không nói chuyện được với thằng NPC à chưa hiểu đá công kích này chưa biết là đội chế độ này đã đào đồng chưa thì ông phải hỏi đội này tôi không biết vậy dễ thương này ui đặt thế mẹ của lồ này nó đặt thế ui một platinum cho triệu hồi cái gì này triệu hồi estay này kia Endgame gì kìa? ST là gì ạ? Ờ, chỗ hồi ai kìa, ST kìa. Ui, cái khiên của đội trưởng Mỹ 88 đam kìa. Ui, phở, what, what, phở này, mua thôi. Phở. Anh kìa giải phó, mẹ. Ui, cái đội khiên đội trưởng Mỹ. À, cái lốt mua gì vậy? Ui, khiến đội trưởng Mỹ. Cái này là 15. Cái đội trưởng Mỹ là 15, cả hợp lý rồi. Không biết rồi, nhưng mà ý là nó giống kiểu khiến đội trưởng Mỹ ấy, kiểu bay bắn đám nhé. Giáp theo ở đây, giáp theo ở đây. Easter egg còn gì nữa, ai trên Luzi sống ở đây là Easter egg còn gì nữa. What? Quá ngờ. Ô, có một cái sao ấy. Của nó gây đam. Đâu, nó ghi cho I can do it ở đây đâu. Ồ, đúng rồi, ồ, I can do it ở đây, ồ. Nếu thì sao tôi đang nhận lại xây nhà tung của này, ông là xây nhà tung của này. Đừng nam đấy. Ở nam. Cái ảnh gì nhỉ? Fully của tôi. Nam, để sống. Đây cái anh ơi, anh đã lên tầng cao nhất chưa? Gậy này gậy trang trí. Đâu có tớ đang cao nhất lên đây chưa? Thằng đâu sùng đây. Đây này, cái thằng đâu sùng. Đây này. Không biết nhưng mà chúng phải mở lên. What the fuck đây, mở lên mãn. Cái khi em nói thứ gì? Không nhìn hình dáng của cơ thể này tôi không tưởng tượng ra đây là một nhân loại. Ừ, kia mông đấy đang kiểu đang quay lưng lại đang nhìn mặt đang quay nằm quay lưng nằm quay lưng nhìn lại mà ôi à tôi đang không nhìn thấy à ôi trời ơi dáng của nhân loại ôi à cái vòng cổ này bạn nào lấy này vòng cổ gì đấy tăng thời gian của invisible. À, cái ảnh vui, cái tranh vui đâu rồi trời. Cái gì đây, Sushi đang chơi Terraria nhưng mà không. Đang có chuyện với vợ người ta. Chịu thôi. Xuống Black đi. Đâu? Xuống mới này. Đâu? Không chơi cái cổ Khan Đông. Không chơi cái cổ Khan Đông. Đâu? Khan Đông đâu? Đâu cả lỗ đâu? Nam xây nhà không biết dây biết rồi xin luôn khẩu này của cái thằng thợ xây nó chết nó bị ấy ra nó bị đóp ra Nam xây nhà nhưng mà không dây không xây đường dây điện là tôi chả nhìn thấy cái ổ điện là Nam mà chỉ ngồi xây nhà thôi Nam không tìm hiểu tí gì về game luôn chỉ Nam trừ một game luôn ông xây hệ thống đường dây điện và tắt các thứ cũng vãi lìn đấy. Yeah. Đấy là cảnh giới khác rồi. Rồi, cái gậy của Tuấn Anh ok là đấy nhưng mà mình vẫn thích cái gậy gọi con lòng bằng kia hơn. Vì trông nó dễ thương hơn. Đi tìm rồi. Tìm. À, cái này ngon hơn cái gậy bắn ấy của mình. Có bốn tạ đâu không ngon bằng màu xanh xanh ấy không ngon bằng ông còn nhớ được ui nhưng mà đẹp hơn này cái lốt ra đây cái đây nhìn này đẹp không
đẹp không, đẹp không? Nước xung quanh đấy đi phải. Calyut đẹp không, đẹp không, đẹp không Calyut? Why? Đi tìm không Calyut, đi tìm cùng không? Gà Calyut đi cùng gà. Why? Cái trái bên phải đấy. 21 mana, ui cái này 21. Trái phải. Ông cái dungeon ở bên trái không? Và cái đi slap thằng nào đấy? Đúng không? Từ từ về nhà đã. Thằng nào đấy? Đúng rồi, sống này không còn ngon nữa rồi. Nhớ đâu nó bán đồ sao? Nó có bán đồ không? Con nó, slap cứ lấy đi. Lightning Aura. Ít mẹ Nam, Nam sạch nhà bậy thế. Cô gì anh? Sao anh chửi Nam? Nam kiểu hong hong mấy kìa. Ok kìa. Có mũi ấy đấy à? Con này chỉ có mũi tác dụng của mẹ sờ đấy à? Chả đấy. Rồi à, đi dungeon không? Cả lêu này. Dungeon đấy. Đi tìm cái hòm này. Cái hòm cao này là dần à? Tức thật nó ở dần. Đơn giản. Lên cấp theo này, đến nhỉ? Đi đang dần đã mang chìa khóa chưa? Chìa khóa chưa? Đâu mà chỉ cần cái shadow key này là đúng không? Shadow Key này là dùng một lần hay là dùng vĩnh viễn ấy? Viễn á? Ồ, ok, thế thì chỉ cần mang một cái thôi. Shadow Key là dùng cái nó này. Nè, ồ. Tôi mở cái ống chết ở chỗ đi rồi mà. Thì em mở ra ra key mới thì lại có lại. Thường thì key nó sẽ trong chiều số nào. Ồ. Ở đây, Coban cái quốc của ban có ngon hơn cái quốc nữa không? Có. Không ý là có chặt được hết mọi thứ chưa hay là? Ờ. Hết thì như vẫn chưa đâu. Vẫn chưa à? Ở đây mới được Mithril với Orichakum thôi. Một tẻ như vẻ ngon hơn. Không chỉ được một lần mà không muốn mặc cái đồ gì kìa. Hả? Cho chế luôn cái... Neko? Titanium luôn. Ở Neko là đồ gì? Ở Neko là tổ tăng đam rank. Nhưng mà nó yếu hơn là mạnh hơn cô bác rồi xem nào. Chưa biết. Chưa để ý đang à. Sao cái nó rộng này được. Thế như cái chỗ có nhiều đuốc ở dưới. Đồ nét không là đồ ác một mà. Cái chỗ hai đi. Quanh cái gì nhỉ? Nó vây quanh cái hòm ấy. Ác 2 á, từ đồ ác 2 thì chưa biết nào. Mấy ông kia đã farm chưa? Tôi chưa thấy bao giờ. Mấy ông kia đã farm chưa? Mình thấy một cái xanh đấy rồi. Có đá cô bát này gì nữa. Ờ, có đá cô bát. Đúng đâu. Có reset thì sao hết. Set ấy đã. Spawn boy đã. Nó bảo thằng Dante vừa đến, thằng Dante thằng nói. Không thì skip hết lên thằng đồ tiếp theo rồi. Nhưng mà chưa còn chưa nhìn thấy được nhìn mặt quặng đấy là quặng trông như nào. Sọc gan. Đồ titanium chưa, chế được đồ titanium chưa? Ở nhà mấy ông khoang quặng này. Mấy ông khoang quặng xong rồi mới vào đây không? Ở đây cô ban đây, ở đây quặng cô ban này. Kiếm được khoảng hơn 800 của cô ban chỉ được có 17 cái titanium. Ui, Orichaku cũng ít hơn rất nhiều à. Đâu cái cánh wing này. Wings. How to chế.
Hỏi nó xem không, ai đang cầm cái show up mọi người đang đeo cái gì, Fairy Wing đúng không? Ờ, Fairy Show of Flight cần 20 cái. Ý, có đấy là có ông nào đang cầm. Em có ai còn thế, Show thế, of Flight không? Thế hết rồi, rồi, rồi. Còn Show à, of Flight trong cái dương không? Trong cái dương họ mà đã ký xịn không? Có người đi đào nấm nhưng mà ở dưới đất có một cái vùng có nấm tím này, nó chiếu sáng ở dưới đất ấy. Có nào đi đào chưa? Một tí chưa thì bắt cái liệu có hòm tím chưa? Có chìa khóa hòm tím không? Không có. Mình cần cái nấm đấy nhá. Ủa à mà lông được tí có người thì phải vào tí sushi và gọi bà sushi đào nấm đấy nhá. Có một cái hòm tím ở đây này, hòm này là hòm tím. Cái mũ chùm này không đẹp. Này cái post trên Discord, để trên post trên Facebook nhé. Giờ là có mình có cái chuyện ở đây khi ra tối à. Cái mũ ta nữa hai ông kìa. Trong cái này có hai bộ, có bộ này này. Sau này phải chế bắt buộc phải chế bộ lên gì đây. The room ấy. Đâu có thấy cộng đam hay đâu. Kéo dưới. Đâu. Cộng 20% crit chain rate, 2% consumer more, 12% speed. Đứng nghiêm là còn nó tàng hình. Mẹ. Cách chế 3% rate đam kia nữa. Rồi bây giờ cái cách chế 15x đam kia nữa. Shroom mine to bo 3 là cái gì đấy? Shroom mine ở đâu đấy? Shroom mine xong rồi có một cái quảng xanh này kết hợp với cái nấm mà lũ ấy tôi bảo nữa. Kết hợp với nhau thì mới ra quảng này. Phải đào nấm. Ôi ôi. Tình hình là anh em ơi, anh em bắn chế cánh bếp nhà thế cái đâu? Cái lông lông của con Happy cũng lên, lấy hết rồi. Lên hỏi đi, tại vì có ai còn phở hai chục cái xong rồi chả biết có ai cầm không. Ớ sại cầm chưa được gì, giảm số lượng sâu offline rồi. Mình đi xanh nước này rồi, nó sẽ là cây đâu sâu offline đi. Để đi tìm. Mình thấy hòm tím rồi. À, Wyvern à? Ờ, Wyvern. Wyvern là mẹ cái con to đùng à? Ôi mẹ cái đây, con to đùng. Đây. Cả liệu. Đây. Nó là để nhìn thấy Wyvern à? À, cái chỗ ấy đấy, cái chỗ farm fairy ấy. Xong đến trái thấy một cái đường dây leo mà sẽ là cây chúng ta thẳng trên à này. Thì vẫn đang đấy, vẫn chưa có đường đấy, khác ở à? Vẫn chưa có thêm mưa ấy à? Đấy không đánh được phải đâu mình đeo tiếp trên đấy hôm sau. Mấy ông đánh xong một phát ông đã đánh thêm một gì chưa? Chưa nay có gặp không đánh nổi đang đấy, có gặp một con gì đấy 500.000 đam. Thì trước khi đánh bùng phép thì thế giới là pre-hop đấy, bây giờ là hop rồi. Mod sẽ mạnh rất nhiều, kể cả mấy cái mod, kể cả mấy cái mod pre-hop bây giờ nó mạnh rất là nhiều đấy. Ui trời ơi. Wyvern có vẻ hơi khó. Không phải dùng thủ sĩ nhất của pre-hop mod để được đi farm dần dần đấy. Đấy, đúng rồi. Lại nữa. Mỗi lúc không chịu 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 chịu
đào hai cái hố thật là sâu và ông ấy đổ lava xuống. Có ai chưa chú ý ông hợp lý. Có ai đấy cũng ổn nhỉ. Nhưng mà đổ lava xuống thì đốn luôn. Tại vì là chúng ta có cái hố rơi xuống, hố bị đốt hết sạch rồi. Thế nên hố đổ chỉ đổ cho nó làm nào để cho cái vạch nước nó chỉ gần một ô thôi, chứ nó đừng mà lấp đầy hố. Có ai vẫn ra nhưng mà đồ nó không bị thiêu, đồ không bị đốt. Tí thằng nào mà chơi hệ cháp nó còn rõ ổ điện cơ, đặt cơ kiểu hoặc xây một cái hầm ở dưới mà chỉ có mà chỉ chiều cao chỉ đủ đến mức mà cho người đi đấy mà không thể nào nhảy, không thể nào không thể nào gọi là tìm cách thoát được ấy. Đấy, xong rồi nó đổ lava hầm đấy, xong rồi nó cái teleport ở trên nó biết cái đường xuống đấy. Thế mà quả đi vào bị teleport xuống đấy, không đi ra được. Alo rồi, alo. Đéo ơi, kiếm mình nhìn xoay ra hay đấy. Ai cầm kiếm xoay đấy. Vì có Kaliot, có. Ê, em vừa ngồi xanh lắm trước kìa, nhìn gì. Cầm đây thì mặc lấy lắm, cầm đây phải đứng hạn chế ra. Nếu như... Ủa gì á, gần. Gần này. Sao mở được? Ơ, hả cầm đây. Sao mở được? Có chắc, có đúng chiều, đúng chiều màu xanh không? Cảm giác cái gì, cái gì có mấy cái mà cái đồ như đây bây giờ đâu phải hết. Mình lại đứng tay luôn. Ừ. Đúng thì sao luôn, chứ không mở được. Đúng hình cái lá. Có. Ờ, đúng hình cái lá mà. Ủa, lạ. Đâu có đây nào, xét thử nào. Đấy, cái đấy. Cái đấy nâng thành cái cộng máu nhỉ? À, nó đấy, Sushita. Just go này. Để cái đâu rồi? À? Ủa có cả súng 6-5 thật đây. Trên gun để rồi. Rồi thử vứt đây mà, thử vứt đây mà. Vứt rồi mà. Để mình đang cứ đang tra. Đang tra wiki thì bọn này vào. Bữa nay có vẻ an toàn, ngồi đây đạn nữa. Địch bạn lừa. Ờ, có lại súng à? Uzi. Ui, có Uzi thật à? Sẽ thế nhở, mẹ. Để mất công thế. Ui, có cả sniper rifle ơi, có cả sniper. Sao nếu bảo được nhở? Ôi, lại về thôi. Ui, gắt ly gây đồ à. Ui, khẩu này mua của thằng Traveling Mai Trần. Thằng ý còn đây không hay về hay đi rồi. Ôi, thế là chết. Không phải lúc nào cũng bán. Ờ, không phải lúc nào cũng bán. Ui, bắn bờ, thế này mới thích à. Cái này là H1 thôi. Uzi à? Phải luôn. Ủa, không, Candy Corn Rifle này, ok la này, thằng Pumpkin là thằng nào? Thằng Pumpkin là thằng nào? À. Nó sẽ chuyển các gì? Chuyển các cái chữ đi.
Ủa. Chúng ta nở ca một. Cross Moon là lúc nào nhỉ? Lần. Suzuki. Giờ sáng mới hết Black Moon nhỉ? Đã À. luôn lại có cái thằng khe. Đi. Đấy, khá là người một cái đề cho tôi cuối tuyển. Lừa. Mẹ lại còn con sâu nữa. Đúng mà. Làm thứ thế. Chúng ta lại phút trận phát này không có boss. Ít nhất đêm nay không có Ít nhất thế đúng không? boss. Ủa, nhiều số máy thế nhỉ? Mày mày. Ui giời, đông ngoài này đông đấy. Quê. Ui trời ơi. Bị gành. Cái gì? Lắc đi em chơi rồi. Ừ đúng rồi. Cái lúc con cái dùng 2 Tôi bị không? chiều Có thôi. Không, dùng tôi bị chiều, tôi món đồ của tôi. Tấp lên. là có cả kế hoạch cả từ trước giờ chúng ta có kế hoạch cả. Chú đi xuống đi phản ứng chỗ gì nữa. Chi đâu là Ông cắt full một set cô ban bây giờ đi. Cô ban bây giờ. Đâu, cô ban đâu? ai bảo Đấy, Sushi đang bảo cắt cô ban đây. nhưng mà tôi bảo các bạn đấy mới không chịu nghe. À thì lúc ấy tưởng là cô ban không có bây giờ mình phải bây giờ. Cô ấy này đang đi kiếm này. Đó. Mười, Đào ra được bao nhiêu này? Mấy chục. Rồi cái này đã 100 viên này đã. Xong rồi nấm đi không, xong không có nấm mà chế đồ nó không có kịp đâu. Cô van helmet đâu đâu cái nào mô mình đây ở đây đây, đây. Ngon hơn bộ nên cô nhỉ. Chắc chắn là ngon Ờ đúng hơn rồi đúng rồi đồ chắc mới chắn mà. ngon Magic tiếp tục nào. Cái này là mũ đúng không? Ủa chỉ có mỗi cái mũ là liên quan đến gì thôi à? Nhưng lại éo ngon bằng đúng không? Nó lại không ngon bằng nếu mà tính tổng chỉ có mỗi mũ thôi mà. Để đồ cũ còn đồ cũ á lạ Bởi vì chỉ có mỗi cái mũ là liên quan đến Ranger còn lại hai cái món kia là liên quan đến đam thường.
Không, xem thử xem có cả chỉ số của set không, mặc cả set đi. Ờ, phải mặc cả set nữa đúng không? Được, được, được. Đâm, 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 ông y Ờ, ok, mặc cả set. Tất wiki xem là cả set đấy nó tăng kiểu có tăng đam gì đấy. Đó, rồi set 4 nút. À, ừ, 20% tiết kiệm đạn này. Ờ. Cái 20% tiết kiệm đạn này thì là cái không cần để ý đâu. Cái này có thiếu rồi. Nếu thế thì set của bạn không ngon lắm. Chỉ số đam có này không có cũng cho 20% không tốn đạn mà. Nam Lim vào Nam Lim. Còn Nam Lim đây à? Thôi thì mình cứ để bộ này vào trong hòm mình vậy. Là mình chưa quyết định được đây, để lại cô ban ở đây. Cô ban cơ chế sau không dùng thì vứt lại trong hòm. Ui, cái cung này ngon thật đấy nhưng mà. Cung này ngon đấy. Cái lỗi ạ, cái cung này này. Cái lỗi đang dùng cung gì đấy? Ping à? Đây mình không ping được cái món này. Dùng cung, dùng cung. Cái lỗi này cung này không? Cung này không? Món ngon này. Ô, mẹ sẽ giá cả wormhole ấy. Còn ông vừa sợ đồ bồi rác, ông vừa buồn luôn. Đâu, ông vườn chát xong phát chết luôn, ông nhờ. À, chát ở chỗ yeah. Lắc ấy có cánh nhá. Chưa. Không có cái sâu fly đấy, không có sâu fly đấy. Đi để đi farm. Cần gì cánh, có cái dây bay rồi về sau có thú cưỡi bay mà. Có rồi, đang bay vào năm phục sướng phết này. Đấy, thế thì cần gì cánh. Người đang không biết là liệu cánh có ngon hơn cái dây không hay là cánh như thế nào. Cánh không, cánh cũng chỉ như giày. Nhưng mà cánh thì nó không cho nhìn được từ phút nào bây giờ. Giày thì có. Dạ, ở trên giày thì ngon đấy là gì đó. Không chỉ xem chứ không? Có, chắc chắn rồi. Thì có nghĩa là cánh không chỉ bốc ra. Cái đấy xuống luôn. Không tin nên vào được đấy. Ừ, nhớ tay đi, nhớ rơi từ trên cao xuống đi, nhớ. Mình cần làm gì dưới này nhỉ? Đi farm sushi đó. Còn bạn đi farm sushi đó. Nào, đi farm với Wyvern nào. Nào, test. Pet, không ăn cô đang. Không biết đó là gì luôn. Ý, đài luôn. Crystal Sát. Không phải cái mình cần nói đúng. Crystal Sát quá. Tôi cần rất nhiều Crystal Sát. Lên đi. Ở trên cái kiếm ánh sáng. Ông định chế dây đi kìa. Không, tôi định chế, tôi định làm dây đài. Có thể không chỗ nào hả? Mình kiếm ra. Ở đâu đấy? Any Jedi survival, any Jedi enjoy. Ủa 206 máu. Kiếm.
Vãi, vừa thành kim quy à? Vãi. Nó sắp chết rồi. Đó, chết rồi, ok. 16, show up, đấy đấy. 16, show up, bye yo. Chờ tí, chờ con quay 4 nữa là đủ. Mình cần 50 cái crystal sát nữa là mình tê luôn. Bắn lên rồi, đúng rồi. Đấy rồi. Đấy là bằng xanh rồi. Rồi anh nhận crystal mới là u rồi. Xong rồi hơn lâu dài. Đây, cho mình sáng, let's go. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Wait, chứng tỏ có trong này rồi, ok. 61 đây rồi của mình. Trời ơi, món yêu thích của mình nha. Quay quả là dạng con đích tay. Ừ, gót ly luôn, vậy chỉ số ok. Bạn mẹ sự bạn sushi mẹ bạn đi xuống sâu ấy rồi mà giỏi thật. Xong rồi vẫn mãi chưa respond kìa. Thì rõ ràng là chuyện cùng mình nhưng mà không chịu cùng mình nghĩ là sao không biết. Nó đi vào vô nói chuyện với người yêu đây. Thì mình cũng đang chơi này và cũng đang xem nữa mà. Chắc ngại đấy, chắc ngại. Tấm hình đồ vui nha. Không về vấn đề này kiểu gì ấy. Trước từ trước bọn tôi cũng thế. Cũng không phải vui nha. Phải đéo thì lâu ra ngại vãi luôn đấy. Cũng ngại vui á. Mà nghe rõ ràng sushi là bị chăn đấy nhá. Vậy sushi bị chăn là cái gì ấy. Mà kia là người chủ động nhắn tin cho sushi nhá. Thành ra nó vấn đề tôi nghĩ là ngại này là không phải là ngại đâu mà. Chị béo thì chị béo thì rõ ràng là chủ động. Chị béo là kiểu không muốn. Khả năng là kiểu không muốn. Chắc là không muốn hả? Mấy thằng đồ vui anh ơi, em không nói chuyện với thằng mình bán anh. Anh ơi thằng xin không biết thằng đồ vui. What the fuck? Mình rất bình thường.
À, mình chưa đọc cái cánh lên Vinci. Anh ơi, thằng Hamburg in tên nó dị dị gì anh ạ? À, chính chính nó à. Chính hắn à. Không, Hamburg là chính hắn. Chính cái sushi. À, chính nhầm nhầm nhầm. Anh ơi, thằng 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 Iris rồi, Iris rồi. Nó là người Na Uy à? Lại có 16 cái rồi mà không không có thêm con Wyvern để farm cho để lắc đi farm nữa. Cái vậy. Ủa thế bạn đã farm nào vậy? Con Wyvern này đi mẹ một con Wyvern được 16 luôn mà. Cắn cái thuốc tăng tỷ lệ đó là lên nó cũng bay bay cũng luôn. Ôi rồi ôi. Ôi rồi thôi. Một con nó phải dùng xương xương máu để vậy là dùng rất nhiều biến thổ để đánh. Một con lúc đầu đã phải dùng tận ba thằng mặt bùi đã phải chết rồi. Chết đấy không kinh về chết 4 lần. Đấy là ban đầu chỉ có một đầu thôi, về sau không biết là nhiều hơn, nó không chữ là lúc mà tôi bị pha. Ừ, lại chết mình. Dùng từ chủ luôn mà. Ừ, đi trước. Đạn vũ hạn là từ từ lại lên, lại lên cho xem, lại lên cho mạng à. Ơ Infinity Armor từ từ đang ấy đi đâu à, nó tên là gì nhỉ? Bullet à? Infinity Bullet. Nếu có đạn vũ hạn đây rồi, đây rồi, đây rồi. À, đạn vũ hạn đây, 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 đạn vũ hạn đây. Endless Market Spout. Đây rồi, đây, ui trời mẹ. Mình chế 6 cái đạn vũ hạn được, quá, mình có quá nhiều. Itch. Nhưng mà, cái cục đấy đâu? Đây, 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 đây. Một phẩy sáu. Oh fuck. Ơ biết nhỏ đấm được không? Sao lại xíu? Không, từ từ cái này. Có mỗi loại này endless. Endless musket pow này là chỉ có đại diện cho đạn thường à? Cái yeah. Gì? Không có đạn là chị đâu. Sợ thế còn gì. Chán mấy đồ mấy. Sau 2 tháng thực tập kia nó nghỉ nữa thì chắc nó nghỉ mấy em luôn. Ờ. Đến đeo qua ai chắc sẽ chịu được. Bây giờ đã đạn là Infinity rồi không? Còn là đạn xịn nữa thì lấy đéo không ra. Xịn xịn thì cũng được mà. Đạn xịn thì tự chế nếu mà dùng. Dùng đi bọn chơi cũng không dùng Infinity. Được rồi. Thì cái chiều đó nó là đạn xịn hết. Đúng đạn xịn có đạn thường tính ra để chế đạn xịn thì mất một đống đạn thường thì thôi dùng mấy đạn thường cho nhanh. Có ăn mấy đâu. À, đúng đúng đúng. Đúng. Ví dụ như bây giờ thôi mình cứ chế thôi, mình đang là mình có rất thừa rất nhiều đạn mà cũng chẳng mất gì. Bây giờ mình chế cung xịn à, cung cung bất cung cung vĩnh viễn này. Mình cứ thế thôi mà thôi, cứ có hai cái món vĩnh viễn cho nó vui cửa vui nhà. Ai không chế được à? Cái này là cái gì? Crystal Dark Terraria.
Từ lại cái mi bích nữa để mình đọc một phần cho Lucky kịch cảnh. Thôi được rồi, không sao, mình có cả con ong lẫn cả đấy rồi thì không vội đâu, kệ kệ đi kệ. Xong cánh đều sau này cũng bỏ đi mà, tại vì cánh đều là cánh đều nhất sau này em có thể farm. Ê, bà này, người ông này đang solo cánh tiên này. Cánh đều là pi đúng không? Cánh pi trên rồi. Không, đội này đang đấm, đội này đang đấm ấy. Mimic. Đấy, mình còn đánh pi. Nhưng mà cái này sau này thay nhanh lắm. Ờ, được rồi. Đâu còn mấy mít đâu. Ây ơi. Công đan của gì để nó nhảy từ trang sau. Để đổ lỗi cho đấy. Hai ông kiếm hai ông kiếm sự là tím nét này. Cuối cùng vậy. À, vụ gì đấy? Đấy, cuối cùng có cung cho ấy là 52. Cái của tôi vẫn xạo xịn hơn. Đây, hả? Đây. Cung lại. Ôi. Tích lại. Đây, trao đổi nhá. Trao đổi này. Tôi xong cung xong. Chờ sau tôi mới chơi được đấy. Ở như tôi đưa ông luôn cái đấy rồi đấy. Đấy bạn. Không được, thế thì ví dụ cái này đang ở trong nhà đi, ví dụ đánh ở dưới hầm đi xem nào. Cho bật chơi đi hình không? Đánh ở dưới hầm đi thì lâu ra. Đây, ví dụ đang ngồi dưới hầm này. Úi giời ơi, lấy đâu quái đâu ra không ơi. Cái gì? Cho nó mà thích rồi. Ui giời ơi. Chỉ đi phong đến phong học là chơi cung thì hơi bụng. Cung này đánh không đánh ở trong khu vực tối rồi. Cá lốt ném lại cái cung, vứt lại cái cung đây. À, vứt lại rồi. Vứt theo, tôi còn lấy gì vậy? Cung là bụng rồi bao đấy. Cung này bụng quá. Không thích. Cho vào trong hòm vũ khí. Mày kể có đi. Sớm rồi. Phan ông cảm thấy tự tin kiểu cái đẹp quá. Được. Ai đang cầm cái bâu thế? Ra đây tôi bảo, bạn bảo. Đây rồi. It's me. Thì bắt đầu thấy chán rồi thì con móc ra cho nó mấy cái để động lực đi phong tiếp. Chưa chán đâu nhưng mà còn chưa biết phải làm gì tiếp. Thấy cái lúc thấy chán rồi thì muốn đặt đấm kìa. Chiu thôi. Có mục tiêu đi sang đi căng rồi. Đây là Dalus Storm Bow à. Đây. Ờ, nó không nói hiển thị thêm là có thể nâng cấp hay không. Ờ, nó không hiển thị thêm có thể nâng cấp hay không. Ờ, cái gì? 5 pixel dust. Pixel dust. Unicorn hôn đâu ngáp gì thế, ở đâu không à. Ngáp cũng đây ở đây đây đang ngồi ở chỗ cái lò rèn đây có thấy gì đâu. Ờ, phải check xem nó grab cái gì. À, grab bằng cái lò gì.
Đại đi. Mười tám à? Ui rồi cái hôi đi đâu nó cũng như nhau luôn. Nó gì quái quá quái đâu. À, hôi đi đâu thì nó thêm 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 ngôi sao. Mà thêm ngôi sao. Ờ, tí Có chúng ăn ta chơi holy. Lại à? Có ăn holy đâu. Ăn holy nhiều lắm. À, ra chỗ à, tí tí bạn không xem mà xem holy. Bây giờ tôi cần phải xem bán alo thường. Quyết tâm chế Infinity. Infinity alo á? Infinity đạn thì có rồi. Đang lụm cái Infinity Arrow. Đấy, đúng rồi đấy. Infinity Arrow. Rồi, Electric Quiver. Wooden Arrow. Wooden Arrow. Đây này, đây 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 đây. Rồi, vứt tròn cái đống. Wooden Arrow cơ, không phải Arrow lòng hoàng đâu. Wooden này. Đây đây. Đây. Ui, ngon luôn. Ăn holy lấy không? Không rồi, không rồi, ăn holy mua núi. Mua ngon luôn, ngon luôn. Sao? Có một núi đạn luôn này. Thank you Tuấn Anh nhá, rồi lại để đạn vào đây. Rồi ông này ông là thích cái đạn bất tử thì đúng rồi. Này là cái gì nhỉ? Vẫn không phải. Đúng không? Vẫn không phải. Thế cái tờ bát này là nó bắn lấy đạn ở đâu? Anh em. Gì kìa? Tình tiếp theo bé cái sông đi cái hôm cuối năm đi là sông chạy anh em anh em nhé để đánh lấy con run trước ngu run run vượt đấy con đi cho 500 máu ấy chìa khóa vứt ở hòm nào nhỉ cũng không có vứt được cái hòm. Mẹ đã bất tử bắn sớm mẹ. Không chế thêm được gì nữa ngoài nữa. À đây 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 đây. Crystal dust. Không. Ờ mình không cần cánh. Ừ kìa. Ừ kìa, nó connect.
mất tiêu đấy. Đi hết bạn skip qua cái Minasita. Có lại có mít chai đã ổn rồi. Đã, Minasita. Chiếu sâu vào phần like. Chiếu sâu vào phần like nhưng mà à thiếu một cái. Ủa, thiếu một cái. Ủa. Cái gì á? Thiếu sâu vào phần like. Để làm cái cánh. Endless Quiver. Nó khó ra, tôi dành bao nhiêu 3-4 ngày tôi đi farm một cái mai rùa. Ok. Endless này. Rồi. Năm hai ui. Hôm nào cứ cả tốt chất dẻo vào trong cái hòm vũ khí vậy. Anh ấy bia mộ enjoy không? Lửa chạy đừng để thoát. Thôi thoát là chết đấy, nhớ lần trước không? Chết đấy, cú đấy. Bọn tôi còn kiếm được cái búp của cái đấy được cơ.
Được như nào? Trải qua sự thử thách của... Được nhỉ? Của cái lò này. Của cái món... Để cái đấy khoảng... Vãi. Vãi. Là cái bút. Vãi. À, giờ làm gì? Cô ban. Móc máu trong này bao nhiêu nhỉ? 500, 100 rồi. Ăn luôn. Ăn thêm đi. 400 bắt rồi thôi. Cái gì đấy? Đấy. Cái gì hả? Pinh hả? Đấy. Đấy, đấy, đấy. Ờ, đây luôn. Đâu rồi? Mắc 500 đúng không? 400. 400, 400 mà. Đúng rồi. Này, lại để vào lại. Đập cái bao lên ăn riêu đi. Cút rồi. Đập, tiền đéo ra đập cái bao. Thì đang đéo mà quét được nhưng mà... Tiền đéo ra để đập cái bao. Boy. Lost girl. Lost girl. Lost girl đâu? Đánh vào mình làm. Em thua. Thế. Dùng lost girl thành viên. Ủa thằng đập đồ hôm trước vừa ở đây mà. Người lại đâu rồi? Đổi chỗ rồi. Bụ má. Úi dồi ôi, 18 gold một lần đập. Thôi. Không có xiên. Nó không có xiên luôn, sợ ai thề. Hỏi vay Kalios. Mấy đồn cá lốt có vài nghìn platinum. Để có hết đồng tiền. Mẹ vẫn chưa thấy con Wyvern. Mẹ hai lần chết vì con Wyvern. Thấy vậy. Wyvern đâu? Tính ra quái bất cứ spam ấy thì thế thử mẹ mình làm hai bên làm cổng hai bên là làm cái gì nhỉ? Đằng nào quái cũng spam lên mà mấy. Ô ba luôn chúng ta vẫn có thể trèo tường qua hai bên bàn khác đó là phải. Bảng trang bị của anh em là gồm đang đeo những vũ khí gì ấy? Bởi vì mình đang không, mình đang thừa 2 slot 7 và 8 nên mình không biết mình đeo tiếp gì. Vì bình biết là mình ai cắn rồi là cắn rồi, giờ mình chỉ dùng loanh quanh 1-2 cái thôi, cũng chẳng quan trọng. Titanium nha. Đào đi!
đào vãi bìu đào đi. Tìm nó không được hồn thấy. Xem. Nào. Một tay vãi. Vì giờ cái cung. Ờ cái cell phone nữa ấy. Cell phone Terraria. Cái này hay. Như nào có gì hay đâu không nhỉ? Đâu cả lối đâu như nào đâu? Gì ấy như nào ấy? Cầm đi ạ. Đâu như nào? Đây. Cái gì ấy? Tiếp. Hả? Ừ. Như vậy cả ừ. Địch lẫn ta mẹ ơi. Đây là cái của mình. Đi. Đéo trúng được mẹ, nó bắn đi đâu rồi mẹ. Trúng à? Cũng bị hay vậy đái ra, xe chưa lại dùng. Phát hiện ra một khẩu súng bên đây đây. Tôi thiếu cái gì rồi? Mẹ thấy có quay vơn đâu. Quay vơn của anh ấy. Bên đây bó đi rồi, bó đi quay xong rồi đi ngủ à, let's go. Ở nhà rồi đây. Vậy thì vẫn theo quy tắc cũ là nó sẽ chết khi à? Khi nó sẽ chết khi mà tất cả mọi người chết đúng không? Ok. Chạy chứ. À nó sẽ chạy khi mọi người chết hết đúng không? À, sao? Để cái kiếm ánh sáng mình cũng chưa dám đập lên cảnh thế. Chúng ta tối rồi kìa anh em vào vừa đánh bót anh em ơi. Xin lỗi đâu vào bóng ai. Vào bóng ai ốc chứ vào nhóm. Sao có bị ao phải không? Thế bị đi thôi mà. Ờ lúc ấy vừa bị đi. Quên. Này đầu tư đồ ăn này, ăn hẳn phở này. Đồ ăn năm trăm nghìn để làm cả mẹ sợ thật đây
À, nhưng mà nó có nhiều bộ phận để đánh rồi. Mẹ Lacry làm gì mà nghiên cứu cái thùng ấy lâu thế? Đợi xíu, đợi xíu. Ok hết hả? Mà đấy, tôi có cung dị hơn cái lúc này. Con dây của... Ui. Ừ, con dây của nó. Tưởng cơ là dây của cơ âm rồi ạ. Mọc đâu ra. Mẹ, bố Sushi vì đang nói chuyện với người yêu nên không giải thích mechanic cho mình. Mẹ kéo đừng giải thích mechanic cho người yêu ấy chứ. Không, thế 2-2-2 bố này thấy. Người yêu chơi vãi bìu. Ờ tưởng hai bố ấy, hai người đó chơi vãi bìu chơi mà. Ờ. Ở nhà chết mẹ hết. Chết mẹ hết. Mới hết buồn. Hơi lạ. Còn đéo được 5% bỏ. Tôi tưởng là EXP. Tôi tưởng Pro Remus. Được rồi, đang ngon. Được mà, được, được, nhưng mà mẹ hơi có vấn đề thôi. Rồi, ok, đấy, nhớ nhanh em nhớ, né laser. Né laser. Laser, laser đỏ. Nhà anh em, đỏ, nhé anh em, đấy, đúng không? Thế rồi, được rồi. Rồi lên này, chạy vô chắc này. Đây rồi. Đúng rồi, luôn đi. Luôn đi. Ở đâu, cà lốt lên chưa? Cà lốt lên. Chưa, chưa. Ờ. Mà đi thôi thì mình đi.
Nào, vai vân đầu ra đây. Vai vân, vai vân mạnh quá. Ồ, vai vân mạnh lắm. Ôi trời ơi. Chân thua. Vai vân mạnh lắm, mà có cánh thì dễ hơn, có cánh nó lượn được. Ấy, để tôi lần cho những cái này anh. Có một mối đầu này. Ngon, đâu. Không. Kìa, tôi tưởng bảo Vai vân có một cái đầu. Đây là. À, cái này spam ngoài màn hình đúng rồi. Đều đứng để. No. Không kịp rơi xuống. Cái này là lấy content nhỉ? Đang đọc trên Facebook đây. Đi ăn view hết 800.000 trả 195. Ra nhân viên hỏi ủa 5.000 của mình đâu? Nhân viên bảo em tưởng anh cho em luôn. Ủa? Có một con cho thì mình phải nói là cứ giữ lấy tiền trường như nào chứ đúng không nhỉ? Mày đeo ai tự nhiên? Đeo ai chơi cái trò vậy? 5.000 em tự lấy con người ta cho mình. Buồn ngủ quá. Ui để mai đi. Hôm nay được một hôm không chơi. Không chơi The Division 2 nên buồn ngủ quá. Mọi hôm. Hoặc là mọi người đánh đi. Hoặc là mọi người đánh đi. Mình buồn ngủ quá. Mình trừ 1 rồi. Mình muốn trừ 1 rồi. Bất cái cung cho ấy à? Đây rồi. Cho Iren. À quên cho Sushi. Nói gì nữa không? Ê từ từ. Ê! Rồi nè. Rồi sao? Đi ngộ.